Chào các bạn. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một cái cách chúng ta xác định được kết quả của phép chia đối với những cái số lớn. Trong cái bài trắc nghiệm phép chia thì có những cái phép tính nó lớn, ví dụ như 6 chữ số, 7 chữ số, chia 3 chữ số. Thì chúng ta có cách nào chúng ta xác định nhanh cái kết quả mà chúng ta không cần đặt cái phép tính chia? Đầu tiên nó sẽ có cái bảng như thế này. 1 sẽ đi với 1, 2 sẽ đi với 5, 4 sẽ đi với 7, 8 sẽ đi với 8. Trời, nó sẽ có cái bảng như thế này. 1 thì sẽ đi với 1, 2 sẽ đi với 5, 5 sẽ đi với 2, 4 sẽ đi với 7, 7 sẽ đi với 4, 8 sẽ đi với 8. Còn những cái số mà đã nằm ngoài cái bảng này thì số nào thì chúng ta sẽ lấy cái số đó nha các bạn. Mình ví dụ bài số 1. Bài số 1 chúng ta có 300.045 chia cho 415. Và sẽ cho chúng ta những cái đáp án như thế này. A. Đáp án A là bằng 713. Đáp án B 733. Đáp án C 723. Đáp án D là 752. Theo cái cách tính thông thường thì để tìm ra được đáp án đúng A, B, C hay D thì chúng ta phải đặt cái phép tính. Chúng ta sẽ lấy 300.045, chúng ta chia 415 ra đáp án nào thì chúng ta chọn đáp án đó. Tuy nhiên trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta không cần sử dụng cái phép chia, chúng ta vẫn chọn được đáp án đúng. Đầu tiên, số đầu tiên này là số bị chia thì chúng ta sẽ tính tổng của các chữ số bị chia chúng ta cộng lại. Rồi, 3 cộng 0 cộng 0 cộng 0 cộng 4 cộng 5. 3 cộng 4 cộng 5 nè các bạn. 3 cộng 4 là bằng 7 nè. 7 cộng 5 là 12. Tổng của các chữ số này là bằng 12. 12 thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ lấy 1 chúng ta cộng cho 2. 1 cộng 2 sẽ là bằng 3. Các bạn nhớ ha, chúng ta cộng hết cái tổng này lại là được số 12 nè. Số 12 này chúng ta sẽ cộng tiếp, chúng ta sẽ lấy 1 cộng 2 tiếp. Hai chữ số chúng ta cộng lại là được 3. Tương tự cái tổng này, cái tổng của số chia này là số 415, chúng ta sẽ lấy 4 chúng ta cộng 1 là được 5 nè. 5 cộng 5 là bằng 10. 10 thì chúng ta có số 1 với số 0 thì chúng ta cộng cái tổng số 10 này lại thì chúng ta được số 1 là 1 cộng 0 bằng 1. Rồi, 1 thì chúng ta sẽ trong cái bảng này, 1 thì nó sẽ tương ứng với 1 nha các bạn. Tiếp tục ta sẽ lấy số 3 này, ta nhân với số 1. 3 nhân 1 sẽ bằng 3. Chúng ta sẽ lấy số 3 này nhân với số 1 này. 3 nhân 1 bằng 3. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi cộng những cái tổng của các cái đáp án này để chúng ta tìm ra cái đáp án, cái số nó tương ứng với số 3 này thì đó là đáp án đúng. Rồi đầu tiên là bài A. Bài A là 7 cộng 1 là bằng 8 nè. 8 cộng cho 3 là bằng 11. Tổng của chữ số này là bằng 11. 11 thì chúng ta tính tổng một lần nữa là chúng ta sẽ lấy 1 cộng 1 là bằng 2. Vậy đáp án này chưa đúng các bạn. Chúng ta có số 3, chúng ta phải đi tìm đáp án nào nó có tổng chữ số là bằng 3. Bài A thì có tổng chữ số là bằng 2 nè các bạn, thì đáp án này chúng ta loại. Tiếp tục, bài B chúng ta có 733. 7 cộng 3. 7 cộng 3 là bằng 10. 10 cộng 3 là bằng 13. 13 thì chúng ta có tổng của hai cái chữ số 13 này là 1 cộng 3 là chúng ta được 4 này. 4 thì khác với số 3. Tiếp tục chúng ta loại đáp án B. Tiếp với bài 723. 723 chúng ta có 7 cộng 2 là 9. 9 cộng 3 là bằng 12. 12 thì cái tổng của cái số 12 này là số 1 cộng với số 2 là bằng 3. Rồi chúng ta thấy 3 tương đồng với 3, đúng với chữ số chúng ta đang đi tìm. Vậy đáp án C là đáp án đúng. Tương tự chúng ta thử với đáp án D ha.
chúng ta tìm được đáp án C là đáp án đúng rồi. Chúng ta sẽ thử với đáp án D. Là ví dụ 752, 7 cộng 5 là bằng 12, 12 cộng 2 là bằng 14. 14 thì chúng ta sẽ có số 1 cộng với số 4, kết quả chúng ta sẽ là bằng 5. Rồi, đáp án này cũng loại. Vậy chúng ta sẽ tìm ra cái câu hỏi trắc nghiệm này, đáp án đúng là đáp án C nha các bạn. Rất là nhanh. Khi mà các bạn làm quen rồi thì chúng ta sẽ tính rất là nhanh, không cần phải đặt cái phép tính chia. Rồi tương tự nè. Tương tự với cái bài khác ha. Mình ví dụ 177.372 chia cho 379. Rồi, tương tự thì chúng ta cũng có những cái đáp án là A là 488, B là 478, C là 468. Rồi cách làm cũng tương tự, chúng ta sẽ đi cộng hết tất cả, tổng của tất cả các chỉ số này lại nè, của số bị chia nè các bạn. 1 cộng 7 là được 8, 8 cộng 7 là bằng 15, 15 cộng 3 là bằng 18, 18 cộng 7 là bằng 25, 25 cộng 2 là bằng 27. 27 thì chúng ta có tổng 2 cộng 7 là bằng 9. Ok. Rồi tương tự số 379. Số 379 thì chúng ta có 3 cộng 7 là bằng 10 nè. 10 cộng 9 là bằng 19. 19 thì chúng ta sẽ có được 1 cộng 9 là bằng 10. 10 thì chúng ta sẽ lấy 1 nha các bạn. 10 thì chúng ta sẽ lấy 1, 10 nó sẽ tương ứng với 1 cộng 0 nè. Rồi số 19 thì chúng ta sẽ cộng số kết quả của số 1 với số 9 là chúng ta có 10 nè. 10 thì chúng ta sẽ lấy 1 nha các bạn. Nhớ là 10 thì chúng ta sẽ lấy 1. Rồi tương tự, chúng ta có 9 và 1, chúng ta sẽ lấy 9 nhân 1. 9 nhân 1 là bằng 9. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi thử với ba cái kết quả này, xem kết quả nào sẽ có tổng là bằng 9 thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó. 4 cộng 8 là bằng 12 nè các bạn. 12 cộng 8 là bằng 20. 20 thì chúng ta có kết quả là bằng 2 nha các bạn. Rồi tương tự 4 cộng 7 cộng 8, 4 cộng 7 là bằng 11. 11 cộng 8 là bằng 19. 19 thì chúng ta có 1 cộng 9 là bằng 10. 10 thì chúng ta có kết quả là bằng 1. Hai đáp án này chúng ta loại nè. Rồi tương tự 4 cộng 6 là bằng 10, 10 cộng 8 là bằng 18. 18 thì chúng ta cộng hai cái tổng 1,8 này chúng ta có được 9. Kết quả 9. Vậy chúng ta chọn đáp án là đáp án C các bạn. Rất là nhanh thay vì chúng ta đặt cái phép tính. Và cái phương pháp này thì đối với cái số nhỏ chúng ta vẫn tính đúng ha. Còn đối với những cái số lớn thì thay vì đặt phép tính chúng ta sẽ tính như cách như thế này, nó sẽ rất là nhanh. Rồi bài cuối cùng. Bài cuối cùng chúng ta sẽ thử với những cái số lớn hơn ha. Đây là cái phương pháp chúng ta thử đối với những cái phép chia nó lớn thì nó rất là hiệu quả thay vì chúng ta đặt phép tính chia. Rồi bài cuối cùng. 3.695.772 chia cho 644. Rồi trước khi qua cái bài này thì mình sẽ nhắc lại các bạn lúc đầu ha. Các bạn lúc đầu mình có đề cập là 1 sẽ đi với 1, 2 sẽ đi với 5 và 5 thì sẽ chọn 2. Tương tự nè, 4 sẽ chọn 7 và 7 chúng ta sẽ chọn 4, 8 thì chúng ta sẽ chọn 8. Rồi đối với cái phép chia này, 3.695.272, chúng ta có cái đáp án là A là 3.695.000. Mình viết lại dưới đây ha, dễ thấy ha. 3.695.272 chia cho 644. Rồi chúng ta có đáp án A là 5.728, B là 5.738, C là 5.749 và D là 5.746. Rồi trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ áp dụng cái bảng này. Khi xuất hiện số trong cái bảng này thì chúng ta sẽ áp dụng cái bảng này. Rồi nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ đi cộng cái tổng lại ha. Tổng cái số bị chia lại nè. 3 cộng 6 là bằng 9.
9 cộng 9 là 18, 18 với 5 là 23, 23 với 2 là 25, 25 với 7 là 32, 32 với 2 là 34. 34 thì chúng ta có tổng của 3 và 4, tổng của 3 cộng 4 là bằng 7 nè. Rồi chúng ta có số 7. Rồi tương tự đối với số chia, 6 cộng 4 là bằng 10, 10 cộng 4 là bằng 14. 14 thì chúng ta sẽ quy về cái tổng của nó là bằng 1 cộng 4 là bằng 5. Rồi chúng các bạn để ý đây, số 5. Số 5 thì chúng ta sẽ có trong cái bảng này là 5 sẽ thay bằng 2. Có nghĩa là đối với cái số chia này, nếu mà có số có trong cái bảng này thì chúng ta sẽ thay đổi ha. Ví dụ đây là số 5 thì chúng ta sẽ đổi qua 2. Nếu đây là số 2 thì chúng ta sẽ đổi qua 5. Tương tự đây là số 4 thì chúng ta sẽ đổi qua 7. Đây chỗ này sẽ là số 7 thì chúng ta sẽ đổi qua số 4. Các bạn nhớ ha. Rồi chỗ này số 5 thì số 5 chúng ta sẽ đổi qua 2. 5 này thì chúng ta sẽ chọn là 2. Tương tự vậy chúng ta sẽ có số 7 và số 2. Chúng ta sẽ lấy 7 nhân 2. 7 nhân 2 là bằng 14. 14 thì chúng ta sẽ có cái tổng của số 1 và số 4 là bằng 5. Tất cả chúng ta sẽ đưa về một chỉ số hết ha. Số 10 thì chúng ta sẽ lấy 1 thôi. Rồi, 1 cộng 4 là bằng 5. Rồi nhiệm vụ còn lại rất là đơn giản, chúng ta sẽ đi xác định cái kết quả này có cái tổng bằng 5 thì chúng ta sẽ chọn ha. Đầu tiên là 5 cộng 7 12, 12 cộng 2 là 14, 14 cộng 8 là bằng 22. 22 thì chúng ta sẽ có tổng 2 cộng 2 bằng 4 nè. Loại một đáp án. Rồi tương tự 5 cộng 7 là bằng 12, 12 cộng 3 là bằng 15, 15 cộng 8 là bằng 23. 23 thì chúng ta có 2 cộng 3 là bằng 5. Ok. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án B. Rồi tương tự chúng ta sẽ thử tiếp với đáp án C. 5 cộng 7 là bằng 12, 12 cộng 4 là bằng 16, 16 cộng 9 là bằng 12, 16 cộng 9 là bằng 25. 25 thì chúng ta sẽ có tổng là bằng 7. Các bạn thấy không? Chúng ta loại luôn ha. Tương tự bài cuối cùng là bài D này. 5 cộng 7 là bằng 12, 12 cộng 4 là bằng 16, 16 cộng 6 là bằng 22. 22 thì chúng ta sẽ cũng có tổng là 4. 4 thì chúng ta loại luôn. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Cái phương pháp này thì đối với những cái bài chia số lớn thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh các bạn. Thay vì chúng ta đặt bút chúng ta chia ha. Rồi chào tạm biệt mọi người. Cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh, và bên cạnh cái nút đăng ký thì chúng ta có một cái hình quả chuông. Các bạn bấm vào cái hình quả chuông đó, khi mà mình đăng cái video mới lên thì chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận được cái thông báo. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người.